Các người đang làm gì ở nhà tôi vậy? Thảo, em làm gì vậy? Đây là nhà chị, đây là chồng chị cơ mà. Mày à. Sao cũng dám can đảm? Tôi không đồng ý. Cô mà cứ cố tình ấy, sau này hậu quả thế nào tự chịu. Thằng Tuấn, nhà nó môn đăng hộ đối như vậy thì không lấy, đâm đầu vào cái cuốn nợ này là cái gì không biết. Kìa bố, bọn con yêu thương nhau thật lòng là tình cảm chứ đâu phải vì tiền. Còn với anh Tuấn á, chỉ là anh em thôi. Thôi, không cần phải giải thích nhiều. Rồi đến lúc mày sáng cái mắt mày ra. Nhà cao cửa rộng mày không ở, lại đâm đầu vào cái ổ chuột này. Bố nói đúng đấy em ạ. Anh thì nghèo, em thì sống sung sướng từ nhỏ. Lấy anh về chỉ khổ em thôi. Em đã quyết định rồi, em sẽ cưới anh. Em yêu anh chứ có yêu tiền của anh đâu. Hai đứa mình sẽ cùng nhau cố gắng. Miễn là anh không lừa dối em thì dù nghèo đến đâu em cũng sẽ chấp nhận. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Vậy thì anh sẽ cố gắng thật nhiều để sau này chúng ta sẽ có một cuộc sống sung túc. Anh hứa đấy nhá. Anh hứa. Mà từ giờ chị phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhá. Dạo này nhìn gầy ơi là gầy. À, mai em mang cho chị hộp sữa dinh dưỡng nhá. Chị uống vừa đủ chất, vừa khỏe người, lại còn đẹp da nữa. Thì từ trước đến giờ vẫn gầy mà. Hôm nay ở lại ăn cơm với chị nhá. Chị nấu cơm xong rồi chị em mình lại tâm sự tiếp. Vâng, đằng nào hôm nay em cũng được nghỉ mà. Ơ, Thảo đến chơi à em? Em chào anh ạ. Ừ. Anh về rồi đấy ạ. À, anh ơi, hôm nay Thảo ăn cơm nhà mình đấy. Ừ, thế có cần anh đi mua cái gì ngon ngon để đãi khách không? Thôi anh ạ, anh đừng coi em là khách. Em với chị Nhung chơi thân với nhau, anh cứ coi em như người nhà là được rồi. Thôi được rồi, hai chị em ngồi nói chuyện đi. Anh vào thay đồ nhá. Anh có chuyện gì mà vui thế hả? Anh đang đọc truyện cười mà. Em làm gì đây? Em khâu cái áo ạ. Nãy nó bị xước chỉ. Thế nào em rút ra, nó lại tuột hết chỉ luôn. Mà áo cũng cũ rồi đấy. Hôm nào có lương, anh mua cho em cái áo khác nhé. Thôi, không cần đâu. Mình phải tiết kiệm, còn bao nhiêu khoản phải lo nữa cơ mà. Quần áo đẹp đấy, vào đây nhá. Vào đây. Anh đưa em đến đây làm gì? Thì hôm nay sinh nhật em mà. Em cứ mua tất cả những gì mà em thích. Thế vợ anh đâu? Ở nhà chứ đâu. Em bạn thân nó mà em còn hỏi anh à? Thân là thân lúc chưa yêu anh thôi. Giờ yêu anh rồi, thân thế nào được nữa. Thôi được rồi, em cứ chọn đồ đi. Anh muốn người yêu anh phải thật xinh đẹp. Nào, chọn đi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Em thích không? Em thích. Strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun.
anh về muộn vậy? Về muộn anh phải gọi cho em đỡ lo chứ. Tôi về muộn hay không liên quan đến cô à? Anh làm sao vậy? Tôi chả làm sao cả. Đơn giản vì tôi chán ngấy cái mặt cô rồi. Về nhà là hỏi một vạn câu hỏi vì sao. Cô hỏi cái đếch gì mà hỏi nhiều thế? Sao anh lại nói chuyện với em như vậy? Tôi thích. Được không? Không được. Em là vợ của anh phải tôn trọng em chứ. Anh không được nói như vậy. Tôn trọng này. Cô là cái thá gì mà cô dám to tiếng với tôi? Cô dậy tìm đồ cho tôi xem nào. Nhà với cửa như có ma ấy. Rõ ràng tôi nhớ tôi để đây mà giờ không thấy là như nào? Em mệt, em không dậy được. Anh cố tìm giúp em với. Ôi, suốt ngày kêu mệt. Mệt để trốn việc chứ gì. Thôi, cô dậy cô dọn cho tôi cái nhà cái. Nhà như cái bãi rác ấy, chán chả buồn về. Em ốm mấy ngày hôm nay rồi. Viên thuốc em nhờ anh mua, anh cũng khó chịu. Giờ lại còn quát em nữa. Anh làm sao vậy? Ui, tôi chả sao cả. Cô dậy dọn không thôi cái. Tôi về mà vẫn còn bừa bộn thế này, tôi đốt hết đấy. Không biết đâu nữa. À, đây rồi. Em mệt rồi, vào nghỉ đi. Để anh làm hết việc nhà cho em nhé. Anh tuyệt vời thật đấy. Mà em muốn ăn gì để anh nấu cho? Em ăn gì cũng được. Thế thì ăn anh nhé. Đáng ghét, lúc nào cũng cọt nhả. Đầu óc thì đen tối. Thì nhìn em thế này không đen tối làm sao được. Thôi đi, anh ạ. Thôi, em nghỉ đi. Để anh làm việc nhà chứ. Sau này anh bán căn nhà cũ này đi, về nhà với em ở căn nhà cao hơn, đẹp hơn và rộng hơn nhá. Chỉ cần em thích là được. Em yêu anh. Anh cũng thế. Các người đang làm gì ở nhà tôi vậy? Thảo, em làm gì vậy? Đây là nhà chị, đây là chồng chị cơ mà. Em... À... Sao cũng dám cao cao. Anh đánh em. Anh đang làm cái gì vậy hả? Đau quá. Các người làm vậy sau lưng tôi. Không sợ bị quả báo à? Quả báo? Tôi với Thảo yêu nhau. Tôi đã viết giấy ly hôn rồi. Cô ra khỏi cái nhà này đi. Tôi sẽ bán căn nhà này rồi dọn đến ở với Thảo. Anh không phải đuổi. Tôi tự đi. Loại đàn ông như anh tôi không cần. Hôm nay nó phản bội tao để đi theo mày, thì rồi cũng có ngày nó phản bội mày để đi theo người khác thôi. Tại sao lại phản bội tôi chứ? Tại sao lại quên bản thân của tôi? Tại sao hai người lại phản bội tôi? Cuộc sống này
Có còn đáng sống nữa không? Thời gian qua anh đi học xa để em phải chịu khổ rồi. Nó bỏ em rồi. Mà lại là bản thân của em nữa. Em không biết sống nữa anh ạ. Em vẫn còn nghĩ cho nó được sao? Không. Em không còn quan tâm đến anh ta nữa. Thôi kệ anh ta đi. Thôi được rồi, em nghỉ đi. Để anh đi nấu gì cho em ăn nhé. Nếu hai đứa yêu nhau, xác định tiền tư với nhau thì anh tác thành. Thằng Hiếu nhất định phải đối xử thật tốt với cái Thảo. Không thì biết tay anh đấy. Dạ vâng ạ, nhất định em sẽ đối xử thật tốt với Thảo. Được rồi, anh cho hai đứa quán cà phê này và căn nhà trên đường 3 triệu. Hai đứa tự bảo bán nhau làm ăn. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Nước của em đây. Đồ uống của em hôm nay sẽ được miễn phí hết. Ơ, vì sao thế ạ? Vì em xinh đẹp. Anh Hiếu, ngồi xuống đây em bảo. Anh ngồi xuống đây. Anh đây. Anh vừa đi đâu về đây? Anh có biết là em gọi cho anh bao nhiêu cuộc không? Anh vừa đi có tí việc về. Mà anh có tính nhầm tiền cho em không đấy? Em thấy hóa đơn với tiền không khớp nhau cho lắm. Anh không. Mà mặt anh có cái gì kia? Không, có gì đâu, ok. Đây là vết son. Anh đi với con nào? Nói! Làm gì có con nào? Em suốt ngày ghen bóng ghen gió. Tôi không tin! Anh mau cút đi! Anh cút đi! Cút! Đồ đàn ông khốn nạn! Đồ đàn ông ngoại tình! Cút đi! Anh đặt vé rồi, cưới xong chúng ta sẽ đi Pháp nhé. Tại sao lại là Pháp ạ? Vì Pháp là nơi lãng mạn và ngọt ngào nhất. Anh thì luôn muốn em vui vẻ và hạnh phúc. Anh yêu em. Em cũng yêu anh.